báu vật của sức khỏe và làm đẹp từ quả nhầu. Theo nghiên cứu mới nhất từ Đại học Y khoa Illinois, Mỹ, đã cho thấy rằng sử dụng nước ép nhầu mỗi ngày sẽ giúp giảm bớt lượng cholesterol xấu. Trong trái nhầu có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu và đặc biệt có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, cụ thể, vitamin C, biotin, folate, magie, kali, canxi, vitamin E. Sử dụng nước ép quả nhầu đem lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, các trường hợp thiếu canxi, đau khớp, cứng khớp, tê mỏi tay chân, giãn tĩnh mạch, thoái hóa đốt sống, tim mạch, tiểu đường, kiết lỵ, táo bón, tăng tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, rất tốt cho giấc ngủ, duy trì một tâm trí tốt, cải thiện trí nhớ. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy trái nhầu có chứa serotonin, các khoáng chất thiết yếu và 18 loại axit amin hỗ trợ hoạt động của tế bào. Nếu không có serotonin, các tế bào dần dần bị thoái hóa, rất tốt cho người bị ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức bền thể chất, giảm mệt mỏi, giảm tổn thương tế bào. Cách sử dụng nước ép quả nhầu xanh: rửa sạch các lát mỏng, thêm tí nước dưng cách thủy, ép lấy nước uống hoặc ăn cả nước lẫn cái. Sử dụng nước ép từ trái nhầu hàng ngày không chỉ hỗ trợ các vấn đề sức khỏe, mà cũng chính là cách đơn giản giúp chăm sóc da, cải thiện độ tươi trẻ cho làn da. Nắp nạ trái nhầu giúp sáng da, mờ nám, xử lý các loại mụn cứng đầu như mụn bọc, mụn cốc. Một số lưu ý khi ăn quả nhầu: mọi người nên ăn vừa đủ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, thận. Trong quả nhầu có chứa kali, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng kali máu. Sử dụng trái nhầu quá nhiều vì nó có thể làm chậm quá trình đông máu,